Xin chào tất cả quý khán thính giả một lần nữa lại đến với kênh Sách Quý Gia Truyền. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ thông qua cuốn sách Diễn Cầm Tam Thế để coi tuổi Giáp Tuất. Nam thờ ông Quan Đế Thánh Quân Độ Mạng, nữ thờ Bà Cỡ Thiên Hiền Nữ Độ Mạng. Qua 36 câu thơ đoán vận thời của tuổi Giáp Tuất. Đón xem số mạng như này, Giáp Tuất mạng hỏa số ta như vậy. Tuổi Thổ mạng hỏa số này, sớm sanh có bệnh đủ đầy thuốc thang. Mặt tròn tính sáng dung nhan, có duyên đi đứng người toan yêu vầy. Lòng hay lo lắng vậy thì, đêm lo ngày liệu gắn ghi gia đình. Phá tôi chiếu mạng giữ gìn, có số mất của thình lình chẳng hay. Tánh người không đọc lòng ngay, giận người thì nói việc rầy bỏ qua. Đời sang cực khổ số ta, giàu mà có của cũng là khổ tâm. Trong tay nghề nghiệp tự tâm, tay khéo xạo biến phước lâm thành vàng. Khi nào gặp việc khó toan, trong ngoài trong bụi tính càng mau thông. Dầu mà có học tốn công, học nhiều biết ít trong lòng lãng sao. Vợ chồng hòa hiệp sơ giao, trong nằm tơ tóc vây bào vây vui. Hào con phát đạt trời xuôi, đe sanh dị dưỡng để nuôi con bày. Của tiền lộc thật số này, gia đàn sung túc đi đầy vinh vang. Tánh hay giữ phận ngay đàn, không chịu nhơ bỡn không can việc người. Ta nên tích đức vẹn 10, ngõ hầu phát đạt số tươi gia đình. Tuổi Giáp Tuất vào tháng Giêng, điều hạp làm ăn tiền tài 10 phần đặng 4 phần. Cầu việc quan có người quế nhân giúp đỡ. Điều kỵ có việc đi đường nhiều hoặc đổi dời chỗ ở, hoặc việc quan làng và giữ gìn kẻo té sanh việc xung buồn. Tuổi Giáp Tuất vào tháng 2, việc hạp làm ăn tiền tài 10 phần đặng 6 phần. Lo tính việc chi giữ bậc trung là tốt. Dầu có việc kỵ chút ít cũng đặng qua. Điều kỵ có bệnh đau ít ngày và phòng trộm cắp mất đồ. Vợ chồng có việc buồn giận chút ít, trong lòng lo tính nhiều việc. Tuổi Giáp Tuất tháng 3, điều hạp làm ăn tự ý. Cẩn tầm tiền tài 10 phần đặng còn 4 phần. Lo tính việc chi nên để ý đề phòng. Dầu có việc kỵ cũng đặng nhẹ. Điều kỵ chớ nên can thiệp, tin cậy người. Tiền của có hao tốn, kỵ đi xong sống lớn. Hoặc có bệnh đau chút ít, sanh việc lo buồn. Tuổi Giáp Tuất vào tháng 4, điều hạp làm ăn có gặp nhiều may thạnh vượng. Tiền tài 10 phần đặng còn 8 phần. Tuổi Giáp Tuất trong tháng 4 này rất tốt nha quý vị bà con. Và có cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt. Gia đạo đặng sự an vui. Điều kỵ vợ chồng có việc buồn giận với nhau và trong mình nhức mỏi chút ít. Tuổi Giáp Tuất vào tháng 5, điều hạp làm ăn cẩn thận. Tiền tài 10 phần đặng 3 phần. Người quyền tước có gặp việc may về chức phần. Cầu việc quan có người quế nhân giúp đỡ. Điều hạp phòng có việc ai bi hoặc tai nạn. Chớ nên đi đường. Tiền của có phần hao tốn. Ngừa kẻ quý nhân phản. Kỵ đi xong sống lớn. Nên đề phòng và cầu nguyện Phật phò hộ đặng nhẹ. Tuổi Giáp Tuất vào tháng 6, điều hạp làm ăn tiền tài 10 phần đặng phần lo tính việc chi, giữ bậc chung là tốt, là vào tháng 6 tuổi Giáp Tuất là làm ăn 10 được 10 vào tháng 6 của tuổi Giáp Tuất rất tốt. Tính việc chi và giữ bậc chung là tốt, dầu có việc kỳ chút ít cũng đặng qua vào tháng 6 tuổi Giáp Tuất rất tốt nha quý bà con. Điều kỵ, vợ chồng có việc buồn giận với nhau và có việc tranh phản rầy rà, phòng động việc quan làng hình phạt. Tuổi Giáp Tuất vào tháng 7. Điều hạp, làm ăn cẩn thận, tiền tài 10 phần đặng còn 4 phần, lo việc quan có người quế nhân giúp đỡ. Điều kỵ, có việc đi đường nhiều hoặc đổi dời chỗ ở, đi kiệu bị té, có phòng động việc quan làng, sanh việc lo buồn. Tuổi Giáp Tuất vào tháng 8. Điều hạp, làm ăn tiền tài 10 phần đặng còn 6 phần, có cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi, giữ bậc chung là tốt. Điều kỵ, có bệnh đau trong người ít ngày và phòng trộm cắp mất đồ, trong lòng lo tính nhiều việc. Tháng 9 tuổi Giáp Tuất. Điều hạp, làm ăn cẩn thận, tiền tài 10 phần đặng còn 4 phần. Gái thì có cảnh duyên nợ vấn vương, có việc kỵ đề phòng cũng đặng nhẹ. Điều kỵ, chớ nên can thiệp tin cậy người, ngừa kẻ tiểu nhân phản, hoặc có bệnh đau chút ít sanh việc than buồn. Tháng 10 tuổi Giáp Tuất. Điều hạp, làm ăn thịnh vượng, tiền tài 10 phần đặng còn 7 phần, có cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui. Điều kỵ, vợ chồng có ít việc than buồn giận với nhau, trong mình có nhức mỏi chút ít. Vào tháng 10 ở tuổi Giáp Tuất cũng rất tốt nha quý bà con. Tháng 11 điều hạp, làm ăn cẩn thận, tiền tài 10 phần đặng 3 phần, người duyên phận có gặp may về chức phận, cầu việc quan có quế nhân giúp đỡ. Điều kỵ, vợ chồng có việc ai bi hoặc tai nạn, chớ nên đi xa đường, gia tài có bị hao tốn, kỵ đi sông sâu sông lớn, ngừa kẻ tiểu nhân phản, có việc đi đường hoặc đổi dời, nên đề phòng cầu nguyện trời Phật phò hộ đặng nhẹ. Tháng 11 của tuổi Giáp Tuất thì không tốt bằng những tháng trong năm. Và cuối cùng là tháng 12 của tuổi Giáp Tuất. Điều hạp, làm ăn tiền tài 10 phần đặng còn 6 phần, lo tính việc chi, giữ bậc trung là tốt, dầu có việc kỵ chút ít, đề phòng cũng đặng nhẹ. Điều kỵ, phòng có việc quan làng hình phạt, có kẻ tiểu nhân tranh phản rầy ra, vợ chồng có việc giận nhau chút ít, ngừa mất đồ trộm cắp. Đó là 12 tháng trong năm của tuổi Giáp Tuất. Bây giờ chúng ta sẽ xem vào những ngày của 12 con giáp, 12 ngày trong tháng của 12 con giáp, ngày kỵ và ngày hạp của tuổi Giáp Tuất. Ngày Tý hạp, có thần độ mạng, quế nhân hỗ trợ. Đi đường kỵ, đưa tiền ra cầu tài người phản, đi sông đi té than buồn. Ngày Sửu hạp, cầu tài cầu phước, gặp hung hóa hiền, kỵ phép luật, kẻ gian tham tranh rầy, lo nhiều, gái hờn chồng. Tuổi Giáp Tuất vào ngày Mẹo, vào ngày Dần hạp, văn thơ đơn tờ, nhập học, cầu quan, kỵ quan sự, đào đất, tạo chỗ ở, đi té than buồn. Tuổi Giáp Tuất ngày Mẹo hạp, cầu bà cứu bệnh, cầu tiên bà cứu bệnh, kỵ kẻ gian tham bệnh hoạn, lo chi phòng thất vọng, trai hờn vợ. Tuổi Giáp Tuất ngày Mẹo khá là không tốt, Quý và con vào những ngày đó nên cẩn trọng hơn. Ngày Thìn, Hạp có thần độ mạng, Kỵ đưa tiền ra cầu tiền tài, nghe lời Hùng Hạp đi xong than buồn. Tuổi Giáp Túc vào ngày Tỵ, Hạp cầu tài, kết hôn, đào đất, thần độ Quế Nhân hỗ trợ, Kỵ đưa tiền ra cầu tài, người phản đi xong quan sự. Tuổi Giáp Túc ngày Ngọ, Hạp văn thơ, đơn tờ, nhập học, tạo chỗ ở, Kỵ nhức mỏi, lo chi phòng thất vọng, trai hờn vợ. Tuổi Giáp Túc vào ngày Mùi, Hạp cầu tài, cầu phước, gặp hung hóa hiền, Kỵ phép luật, rầy rà, gái hờn chồng. Ngày Thân của tuổi Giáp Túc, Hạp văn thơ, đơn tờ, nhập học, đi đường, Kỵ quan sự, đi té, dời chỗ ở, đào đất, than buồn. Ngày Dậu của tuổi Giáp Túc, Hạp cầu tài, kết hôn, đào đất, cầu tiên bè cớ bệnh, Kỵ bệnh hoạn, kẻ gian tham hay lo nhiều. Ngày Tuất của tuổi Giáp Túc, Hạp có Quế Nhân hỗ trợ, Kỵ nghe lời Hùng Hạp, người quen phản hay xung buồn. Ngày Hợi của tuổi Giáp Túc, Hạp cầu tài, kết hôn, tạo chỗ ở, đào đất, Kỵ nhức mỏi, trai hờn vợ, lo chi phòng thất vọng. Điều kỵ Hạp đúng ngày, phòng hờ trước sau một ngày. Vậy là tôi cùng với quý bà con cũng đã xem xong ngày kỵ Hạp và những tháng trong năm kỵ Hạp của tuổi Giáp Túc. Ở clip tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tuổi Ất Hợi, mạng Xuân Đầu Hỏa, nam thờ ông Quan Đế Thánh Quân độ mạng, nữ thờ bà Cẩu Thiên Hiền nữ độ mạng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con. Cảm ơn trong thời gian qua quý bà con đã ủng hộ cho tôi bằng cách mua sách với thông tin tôi đã để ở trên màn hình. Cảm ơn quý bà con rất nhiều.